Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đồ Chơi Công Nghệ và lại cuối tuần thôi. Hôm nay không phải bàn phím cơ các bạn ạ. Đây là bàn phím mà có thể nói là quốc dân của Logitech. Con này là Logitech K380. Một trong những con mà mình nghĩ rằng Logitech bán tốt, bán chạy và nó làm tốt đến mức độ mà Logitech không cần ra những bản mới. Không có Logitech K380 Mark 2, Mark 3 gì cả. Và con này bán trong một thời gian quá lâu rồi. Nhưng lúc nào nó vẫn bán cực kỳ chạy. Mình thì đã mua con này cách đây chắc phải cỡ hơn 2 năm trời rồi. Mà cái điều đầu tiên mình muốn chia sẻ luôn là pin mình vẫn chưa thay. Đây, vẫn là pin zin từ ban đầu của nó. Đó, tức là pin của nó cực kỳ trâu luôn. Và cũng có rất nhiều anh em chia sẻ thì kể cả con này mà dùng nhiều thì pin cũng loanh quanh đâu đó tầm khoảng hơn 1 năm thì mới hết. Con này thì đương nhiên mình dùng không nhiều, nhưng mà rõ ràng pin đến 2 năm trời chưa cần phải thay thì đấy là cái yếu tố đầu tiên, điểm cộng rất lớn đúng không? Điểm cộng tiếp theo chính là việc con này nó quá nhỏ gọn luôn. Các bạn thấy không? Nhỏ xíu, xinh xắn, đáng yêu như này. Ví dụ đặt cạnh với cả iPad đi, bé hơn rất nhiều so sánh với iPad. Các bạn thấy chưa? Đặt cạnh với cả MacBook đi, cũng bé hơn rất nhiều so sánh MacBook. Thậm chí có nhiều bạn còn đặt cái này lên MacBook để mà gõ luôn. Đấy. Ngày trước mà có nhiều bạn mà sử dụng cái MacBook mà bàn phím cánh bướm ấy, gõ cực kỳ khó chịu, thì rất nhiều người mua con này lên đặt lên trên này, gõ thay thế cho bàn phím luôn. Chất lượng lắm các bạn. Tại vì rõ ràng cái bàn phím cái kiểu chiclet này này, đấy, có nhiều người nói rằng gõ nó sướng hơn, gõ nó thích hơn và cho cái trải nghiệm nó đã hơn rất là nhiều. Đương nhiên nó không thể nào nó bằng được phím cơ các bạn. Con này có 500.000 thôi, sao bằng được phím cơ. Thế nhưng mà nó vẫn có những giá trị nhất định của nó. Và đây là những giá trị đặc biệt mà Logitech K380 mang lại này. Cái điều đầu tiên chính đến từ cái thiết kế, các bạn thấy không? Bàn phím chiclet, tất cả những cái phím này đều là hình tròn. Mới đầu thì các bạn nhìn nghĩ sẽ khó làm quen, bởi vì rõ ràng là nó nhỏ. Nhưng mà khi các bạn gõ quen rồi đấy, thì thực sự là cái trải nghiệm mà nó mang lại thì cũng không có điều gì các bạn phải suy nghĩ nhiều cả. Những cái phím này để ý một chút ấy, tuy nó tròn nhưng mà khoảng cách giữa các phím vẫn khá là tốt. Và chiclet mà đấy, cái hành trình nó không quá sâu và cái lực nó rất là nhẹ, thế nên các bạn có thể làm quen và lướt tay thì nó một cách rất là ok. Mình biết có rất nhiều bạn vẫn sử dụng cái bàn phím kiểu như này để mà soạn thảo văn bản, gõ content hàng ngày. Và đây là một trong những vấn đề mà con Logitech làm con này thực sự là quá tốt luôn. Cũng như cái độ bền của bàn phím Logitech thì đặc biệt là những con kiểu như này thì nó thuộc dạng top 1 rồi. Giá có khoảng 500.000, các bạn có thể mua trên mấy sàn thương mại điện tử, Shopee, Lazada, Tiki các thứ. Dễ mua lắm, hầu như chỗ nào cũng bán. Nên là ok, hình như là khoảng 550 rồi. Cách đây 2 năm trời và đến bây giờ giá nó vẫn thế, không giảm. Ghê không? Ghê vãi đạn luôn. Tiếp theo, các bạn thấy có 3 phím không? Đó, 1, 2, 3, F1, F2, F3, Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3. Và mình đang để ở đây trên bàn này có tới 3 thiết bị khác nhau. Đấy là iPad này, đấy, điện thoại Android này và một cái MacBook. Thì đây, bật nó lên rất là dễ, gạt nó lên, đèn nháy nháy. Một như này là đang kết nối đến cái điện thoại Android này của mình. Và khi mà kết nối đến điện thoại Android thì các bạn thấy này, đó, ok chưa? Mình thử gõ một cái đoạn gì đó cho các bạn xem nha. Đây là đoạn văn bản gõ từ Logitech K380 Ahihi Android. Rất dễ dàng đúng không? Nhưng cái hay hơn đó là việc mình chuyển qua những thiết bị khác rất là nhanh. Tại vì nó có kết nối được cùng một lúc 3 thiết bị. Ví dụ ở đây là đang kết nối đến điện thoại của mình nhá. Mình bấm phím F3, chuyển sang một cái là sang cái MacBook này của mình đã kết nối luôn. Đó, trên này K380 đã kết nối này. Đó, lúc này mình có thể gõ. Đấy, đây là mình gõ trên cái MacBook M1 nè, thông qua Logitech K38 nhé. He. Ok, ngon lành. Lúc này chuyển qua iPad thì cũng chỉ cần bấm sang cái phím số 2, mình gắn vào đây cái, nên là kết nối lên luôn. Đấy, đợi nó báo xong. Ahihi gõ trên cái iPad nè. Ok, quá nhanh. Đấy là còn chưa kể, các bạn để ý thấy phía bên trên này, chúng ta còn có rất nhiều những phím function media key. Ví dụ như nhá, giảm âm lượng. Đây, nhìn ở đây cho dễ này. Giảm âm lượng, đó, tăng âm lượng, tắt tiếng. Ok chưa? Đấy, play, pause, next bài các thứ. Dùng với những cái điện thoại Android á, thì chúng ta còn có thể thoát ra ngoài. Đây, mình chuyển sang Android nhá. Thoát ra ngoài, đó, bật vào đa nhiệm. Ok chưa? Bật vào đa nhiệm. Các bạn thấy chưa? Đó, thoát ra ngoài. Hay vãi trưởng luôn đúng không? Nói chung là có rất nhiều thứ và nó hỗ trợ tất cả luôn. Từ function này, ALT này là option là của Mac này. Rồi cái phím ALT phía bên trên là hỗ trợ cho Windows với Start này.
đủ hết, không thiếu bất cứ một cái gì cả. Điểm cộng thì thấy hay chưa? Tức là nó hỗ trợ tất cả các nền tảng, từ Windows, từ macOS, từ iPadOS, rồi từ Android. Nói chung là cái gì nó cũng nhảy hết. Mà giá nó có bao nhiêu? Có hơn 500.000. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Thực tế luôn mà nói thì cái con bàn phím này, góc nhìn của mình sau khoảng 2 năm vừa qua, mình dùng thì không thấy có điểm gì để mình phải chê nó cả. Tại vì trong cái mức giá như thế, với những cái giá trị nó mang lại và những cái tính năng của nó như thế, là điều không có gì để phải bàn cãi. Thậm chí nếu nói về độ bền á, thì cũng có rất nhiều anh em mình đã sử dụng, anh em bạn bè của mình đã sử dụng cái con bàn phím này và cũng nói là phang phập này, gõ các thứ liên tục trong một khoảng thời gian rất là dài, mà độ bền của nó thì vẫn cứ phải gọi là chờ ok rồi đấy, cứ thế mà dùng thôi. Dùng đến khi nào mà hết pin á, thì thay pin cái, thế là lại dùng tiếp. Nhưng mà có chăng, nếu các bạn để gần lại đây, mình sẽ cho các bạn nghe cái tiếng space này. Sorry các bạn phải tắt đã, không nó nhảy linh tinh. Nghe tiếng này. Đấy. Với cả cái phím này, những cái phím này thì cực kỳ yên tĩnh luôn. Để gần tí. Đó. Thế thì thực tế cái mà mình không ưng cho lắm nhưng mà phải chấp nhận, đó là cái space này này. Rõ ràng cái phần thanh cân bằng stabilizer này thì Logitech làm chưa ngon, nhưng cái phím này thì quá ok luôn. Yên tĩnh, nó gõ sướng cái khủng. Nhưng mà cứ mỗi lần mình gõ, mình nghe đấy, các bạn thấy không? Gõ xuống cái thì có bị phè như thế. Thế nên nếu như các bạn mà sử dụng trong những cái môi trường mà không được phép ồn ào ấy, thì nó cũng hơi khoai nhẹ. Nhưng cơ bản thì vẫn ok. Nên là mình nghĩ là kể các bạn có mang những con bàn phím như này để mà chúng ta đi cà phê, mà các bạn mang đi làm thì nó vẫn cứ phải gọi là ok. Nó quá nhỏ gọn luôn, mang đi mang lại không tốn diện tích trong cái ba lô. Tại vì nó rõ ràng nó còn bé hơn cả một cái iPad như thế này thì nghĩ gì nữa, đúng không? Tóm lại, đây là Logitech K380, một trong những con bàn phím chích LED Bluetooth mà rõ ràng là nó hỗ trợ all in one hết. Nó phục vụ cho nhu cầu của người dùng quá tốt, độ bền quá ok, thời lượng pin quá ok, cảm giác gõ cũng phải gọi là ok, nhiều tính năng dã man luôn, mà giá có hơn 500.000. Ok chưa? Quá ok. À, điểm yếu cuối cùng nữa là không có cổng kết nối các bạn nhé. Không có bất cứ một cổng kết nối nào. Thế nên là bắt buộc yêu cầu cái thiết bị mà các bạn muốn kết nối cái bàn phím này đến là phải có Bluetooth. Mà con này cũng chỉ có Bluetooth thôi, không có wireless 2.4, không có cắm dây gì cả. Thế nên đây cũng là một cái lưu ý nhỏ nhỏ nữa. Thế nhá. Ok, rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.